Mặt tao, tao nói thằng Tâm là bọn láo. Tao sẽ đâm vô cái đầu mày bằng nguyên cái ngọn giáo. Mày khỏi nói nhiều, tao chỉ thấy mày toàn nói láo. Mày mất dạy, tao chỉ cần đấm một phát mày ói máu. Ok, tao thấy thằng này tên là Hữu Tâm. Bây giờ tao chỉ cần nó về nhà nó hủ dâm. Ok, bây giờ tình thế này sao? Mày đáp cỡ nào thì cuối cùng mày gồng dưới đế vậy tao à. Tao bây giờ tao đỉnh quá, mày làm sao đây bạn? Xích cổ mày thắt đi, y như là con cháu nhau Tây Tạng. Tao là sát thủ, cách tao di chuyển xích xác chém đầu mày rớt. Nên mày gọi tao là một hành thích khách. À, tao giống như là Yasuo, mấy con chó này lại đây, tao cho mày Asura. À, mày không thể nào mà mày thắng tao, đây là thực phẩm, tao đạp mày xuống, mày cố gắng leo. Đồ ạ, đồ ạ, em tên gì? Đào Hóa Lộc hả? Nguyễn Minh Thắng. Ok. Tao sẽ khiến mày không còn một lồng xu dính túi. Tao sẽ tẩy mày dê, gọi là gì đây chính suối. Ok, mày đấu với tao mày sẽ bị biết cái chỗ. Mày không thể hơn tao, gọi tao đây là Lý Thái Tổ. Ok, mày đúng là một thằng ngáo đá. Bây giờ tao đấm vô mỏ mày cho mày ăn cháo quá. Ok, mày cũng hơi xấu xí. Ok, đấy bao giờ mày mà có để mày đấu chiến. Tao là ai, tao là ba mày chứ là ai. Ok, mày đụng với ba là chính, chính là mày sai. Ok, thằng chỗ này có một cái áo xám. Ok, tao cho mày biến áo. Ok, thằng này đúng là một thằng quá ngu si. Ok, tao đá vô cái lưu ly. Ok, thằng này có một đầu giống tao. Ok, bớt ok nha, bớt tao sẽ cho mày biết bao nhiêu kiểu đi. Nếu mà mày là mục tiêu thì gọi tao là Tiểu Liên. À, tao giống như công an mày, tội phạm tao sẽ choàn đi còng. Mày nghĩ mày múa võ, tao chính xác là Hoàng Phi Hồng. À, tao sẽ đập mày mà không kịp nhấn. Mày là Lý Tử Long thì gọi tao chính xác là Diệp Vân. À, bây giờ tao chính xác là cơ bắp. Tao sẽ cho mày nghe những thứ gì mà thằng dơ rap. À, tao sẽ nghe thằng Tâm nói nhiều. Bây giờ tao sẽ cho cái đầu mày nũng phải hói nhiều. À, tao sẽ cho mày thấy cái ngọn lửa. Tao sẽ mới biết là ok. Đâu bắt. Rau cuối nha. Vô. Ok. Ok. Ta sẽ lấy kéo ra cắt cái lỗ tai. Bây giờ mày đít tao thì chắc chắn là cái chỗ sai. Ok, nói mày nghe nè cu. Mày gắt cả đời đéo bao giờ mày che được cu. Ok, cái lỗ tai mày lỗ tai thúi. Ok, tao sẽ cắt lỗ tai gắn lỗ tai chuối. Ok, tao sẽ bớt ok. Ok, bây giờ tao nói là mày cứ vô đây. Tao sẽ nói cho mày nghe là mày một con đĩ đếm. Bây giờ công an lại thì tao sẽ chắc chắn tao chỉ điểm. Ok, thằng này là chiếc xe taxi. Ok, bây giờ đúng là tao sẽ kêu xe có chó bắt đi. Ok, thằng này có một cái đôi dài. Ok, tao mang dép, tao không mang đôi hài. Ok, tao sẽ cho nó đi thay thức thức danh hài. Bây giờ mày đi ăn thức danh hài. Ok, ok, đậu bát. Ok, quá nhiều nha. Trận này mà em đấu lại nữa là em thua đó. Trận có biết nghe đi nào. Trận thật với em nha. BK, BK, ai thắng đấu với BK nha. Rồi. Yo, Chai. Diễn Diệp nè, biến châu nè. Giọng cứng xíu. Ok, mày tao dạy thường sống lương thiện. Mày đã thành hèn rồi mới đeo vương miệng. À, mày tên là thằng Tâm. Bây giờ tao sẽ cho mày biết như thằng Tâm. Tiếp. À. Đừng có chơi nhạc tao xấu quá, nhạc mày như cứt, nhạc tao đem đi đấu giá. Ok, không bao giờ mày ngáo này, tao sẽ cho số mày đen còn hơn cái áo mày. À, tao sẽ cho mày phải tháo nón. Tao sẽ cho mày đi với tao, mày sẽ táo bón. Ok, bây giờ mày đáp cái gì đây? Đầu mày tao chà chà, gọi tao là DJ. Trời ơi, mày cứ tới đây mày liếm nát. Tao sẽ chém đầu mày gớt, gọi tao kiếm khách. Ok, đừng có trách tại sao anh điên phán xử mày, gọi tao là bao thanh thi. À, ô đây tao ok, thằng đáng ghét. Bây giờ mày sẽ ngồi nghe tao mà phán xét. Mày cứ ở đây mà mày cứ mà ok. Vậy thì cái lồng má mày cứ để tao vô đi. Bớt nha, bớt nha, bớt lại nha, bớt lại nha. Mấy lồng nước ngoài chửi mình á. Yeah. Ok, áo tao đây chính xác là áo đen. Mày uống rượu chưa vậy? Sao tao thấy mày ngáo men? Ok, mày nói cái gì tao không nghe rõ. Ok, bây giờ mày cần phải mà che mỏ, tao sẽ nói cho mày nghe. Mày quá là lú. Bây giờ mày nói thiệt, mày quá là ngu. Ok, sao mà cứ ok hoài vậy? Sao gáp cho thầy sao mà không có bài vậy? Tao sẽ nói cho mày nghe. Ok, rồi cắt ngẫu rồi, xong rồi. Rồi, qua biết mấy BK. Rồi, cho đấu rồi. Rồi, cho biết mấy đi. Em cũng đi bãi đồ nữa hả? Sao em xuất hiện máy quay vậy? Rồi, ok. Cho BK mở bát đi em. Mở bát gì ạ?
Tao biết chưa? Tao biết chưa? Yo. Rồi giờ bên này đúng không? Yeah, yeah. Ngọc, đồng ngọc quá. Yo. Ok, mấy thằng nhóc này để tao biên cần. Mày sáng chó hôm nay, tao quý mày như thiên thần. Đúng rồi, đó là cách mày. Mày đừng có chống đó, mày thần cái đéo mày gì. Tao tiễn mày về đến bóng tối. À, nơi tao sống là khu sinh ra. À, lời mày nói thì không thể nào tạc ra tinh hoa. Tao đang ráp để cho mày biết cái thứ tao bóng bẫy. À, mày ấm quá, muốn thắng được tao về nhà tập chống đẩy. À, học thêm đi mày, cách học thể dục. Ráp với tao yêu cầu, mày cần nể phục. À, mày biết những cái thứ tao chơi là cho khi mà tao đang tính, tao sẽ cho mày. À, tao sẽ do mày. À, do mày giống như bánh trôi nước. Để thằng nhóc này về đây mà cố đánh thôi ước. Bây giờ tao khuyên mày nên cởi cái nón phi la đi. Cô là ai cháu không biết, địch mẹ cô đi ra đi. Ok, ở đây mà cứ mặc ca thánh thần. Bây giờ tao cho mày, dạy cho mày cái cách đánh vần. À, mày có thể mặc cái là áo đen, bây giờ tao cũng sẽ cho mày dư tâm mày áo men. À, có thể mày sẽ đeo một cái mắt kính, bây giờ tao cho mày đó cái thằng đầu chọc thắt bính. À, có thể mày có một cái là tóc vàng, khi mà nghe tao rap thì chắc chắn là mày sốc hàng. Trên tao đỉnh quá thì mày phải làm sao đây bạn, tao sẽ dắt cổ mày đi. Con chó nhau tay tạng. Đỡ BK yếu hơn nha. Cho qua biết mới em ơi, cho qua biết mới cái đi. Cho BK sung sung xíu nè. Chút kêu đấu với bị sồn nha. Bị sồn cắt cỏ luôn, cái chỗ xạo bị sồn. Không nổi đâu ba, không nói giờ. Trời quá. Kìa nè, anh em chịu thêm lặng xíu nha nha. Bị sồn hết thời rồi. Nhiều nàng, nàng hết thời. Đúng nè. Check. Cách mày nói bình thường mày nói gì? Nãy mày nói kêu tụi tao đi ra đi. Mày sống chó ẩn dụ khi mà tao phóng thích. Tao là nhân tài giống như là Itachi. Biến tấu mày khi tao đang cọc cánh, giống như là mày thiên thần. Tao chuyên cần tao biên nhận. Để mày nói phóng lao mày thích. Cách mày vô solo phóng mày chết mày như là Nidali. Đường đại của tao là mọc cánh. Đừng có đụng thiên thần mà mày chọc đánh. Đánh cho mày phải nghiêng thôi, đụng qua đụng lại, đụng với tao tao trúng ông thiên lôi. Ok, thằng này tốt ngày đi cấm nét, bởi vì tao đánh mày bằng tia hồng ngoại, lắm la lắm lét. Đó là những cái thứ mà tao chơi bằng sấm sét. Trời ơi, sét sét. Bây giờ cho cái nhận xét nhẹ cái nè. Đụng quá, quá hay chụp quá. Quá hay rồi, chết mày rồi con, chết mày rồi con. Đụng quá. Vô. Gọi ta là bác sĩ, hôm nay tao sẽ khám trên này. Mày nên nhớ ngày này năm sau là đám giỗ mày. Ok, mày có thể mặc áo xanh nhưng mà không thao. Dù mày mặc áo đen hay là áo xanh thì tao cũng sẽ cho mày rớt đài. Ở đây mà mày bớt hài, nói nhiều. Ok, mày cứ vào cho mày bài kinh. Mày rap giống như chí tài mà phết với hoài linh. Ok, mày cứ ở đây mà mày nói nhiều. Tao cho thằng BK mà mày nói nhiều. Bây giờ tao sẽ cho đây mày biết là mày nói nhiều. Mày tin chính xác là Huỳnh Trung Tính. Bây giờ tao cho mày biết làm tình không kính. Ok, mày không thống được tao bây giờ. Mày sao làm mày phóng được lao. Ok, mày chính xác là một thằng sủ nhi. Đó không lại tao đâu, về nhà mà đi ngủ đi. Ok, thêm round đi ha, Rizzo ha. Rizzo chấm điểm đi, Rizzo. Ok dạ, yeah, ok, ok các bạn. Không mới được kìa. Để quay mày đâu, mày đừng có đụ má vậy nữa mày ơi. Đụ má là thấy mấy quay vô múa như múa thỏ thái vậy. Em lên TV rồi. Không ai cho mày lên TV lần trước quá đủ rồi em trai. Không biết căng căng lên chứ. Trước sẵn tải lồn luôn. Tao. Lại nha. Rau mới phải đổi quá. Ra nạp đạn cái. Ra nạp đạn nha. Nạp thừa nha, lẹ nha, vô chấm điểm nha. Mới đổi quá. Ra mới bát. Em đổi đó. Oh. Dạ. Cách tôi chơi là từ đầu. Dạ. Dạ. Cầu vần của mày đủ bình thường. Để tao trưởng cho mày đủ ra xa. Rap nhưng vần câu mày phóng thích. Nghe tao rap là mày đủ ba hoa phong cách. Tụi tao đang biến dần phóng thích. Mấy thằng ngu này đang cố gắng mà chiên nhận. Khi mà tao đang giết mày giống như là mục đích của thiên thần. Tao đang đi đâu? Covid nó chạy quá. Big old school đi. Ok, mọi người phải rồi má. Yêu thích big old school nha. Nghe bị chậm theo luôn. Cặp chưa biết này đi. Nè, 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 n
anh nè, hôm nay anh nghiêm túc. Nay tôi chưa bú nha. Cái gì nghiêm túc nè? Mày chết mẹ rồi. Đáp bình thường, đừng cố chọc ông nội mày nóng giờ. Khi tao chính là sống thần, cuốn cho mấy thằng nhóc ác khi tao đang lên mai, khi mà tao ghét hài. Mấy thằng nhóc đây đừng cố gắng, trình độ của tao là chết mai, tao sẽ giết hết mấy thằng nhóc này, đừng cố gắng. Khúc về nhà thay bố thắng, chuyển hình khi tụi tao lan diện trình. Mày thấy quỷ dữ đang hiện hình, đừng có biện minh. Cách tao chơi, không thể nào tụi mày lại mong nổi những cái thứ mày chơi thì cả đời.